Anh đánh giá anh chị thế nào anh đơ? Bị xuống cấp quá. Anh chị giờ xuống cấp quá. Game đi. Anh đơ ơi, có đây em ơi. Trời ơi, hoàng tử sắp đẻ nữa. Bây giờ ví dụ trong đây nó không có mắt, Kama đứng ở đây, cái AD nó đứng ở đây mà nó mà mình chưởng mấy ông biết nó làm gì không? Nó flash vào đây, hãy tuần mà. Quán net bao nhiêu tiền một giờ mà rớt mạng hoài vậy, đe mặt cười. Bé thì mét nha. Như mạng này do nhà mạng hay sao ấy? Này do nhà mạng hay sao? Đâu không biết nữa. Biết do nhà mạng hay do Gaming House nữa. Rồi nó chuẩn bị được combo cái sắp chết luôn nè. À, sắp ơi, em đứng rồi. Không đứng cái vị trí đó là khó luôn á. Bây giờ mình không cứu đâu. Dạ, cam cho thằng tôn giữ vậy nè. Xấu tính thiệt. Hay sao? Để chết. Ủa sao nó đây vậy? Má đây mà sao nó ghi đi đường nào qua đây vậy? Ôi phần này biết con nó gờ giết nó rồi, gờ hút máu rồi nó chết rồi. À, đời vợ, sao nó ghi nó chạy qua đây được vậy? Má đây mà. Đâu thấy ghi đâu. Đi đường tà. Tà le hả? Ờ, chắc tà le quá. À, sao mà... Pha này nghe ghi nó chưa hồi gờ, nó đứng trong trụ canh cơ hội giết nè. Đấy. Ồ, cam cho tôi giết rồi. Ha, há chào hết rồi đúng không? Cùng hết rồi.
Dạ. Quỷ gia van này. Hay nào thế. Mình lên mình cầm trừng phạt khi mà kiểu mình thiếu đam á, lát nào lay nè, lát nào lay. Mình cầm trừng chinh phục khi mà mình thiếu đam á, game này đâu thiếu đam đâu. Game này mình có búp kama nữa. Game này mình chỉ cần cơ động thôi, team mình nó gia van bò về ghi. Mình cầm bước chân để mình dí nó chứ. Chứ về ghi không cầm bước chân nó bắn mình cái mình không có bước chân mình chạy nó thả gì mình xỉu luôn á. Bên kia nó quýnh ác thiệt chứ. Quỷ gia van ấy bị gì nó cứ nhìn mình thôi. Nó bị yêu mình chứ sao. Thằng này có lát bắn hết nè. Vào điện huyết kiếm vô cực ác vậy. Ở trên nó kìa. Ok, 26 phút full đồ. Ném miếng like subscribe kênh cho đó nha. Giờ mình để lót ngay cái súng đỏ nữa chùm. Cầm súng đỏ chùm. Súng phi tiêu phế. Nhớ là subscribe kênh cho tôi nhé.